chào các bạn. Hôm nay công ty Tân Bạc Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ cung cấp cho các bạn chương trình học truyền thông tại MDIS Singapore. Chương trình cử nhân truyền thông tại chúng của MDIS được liên kết cấp bằng bởi trường đại học Oklahoma City của Mỹ. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại Singapore. Singapore là một đất nước xanh sạch đẹp. Ở quốc đảo sư tử này thì truyền thông là một cái ngành rất phát triển. Và hình ảnh đất nước Singapore nổi trội trên trường quốc tế như ngày nay có phần đóng góp lớn lao của ngành truyền thông với một chính sách và chiến lược quảng bá về cái bề rộng cũng như là chiều sâu. Và sinh viên đến với Singapore học ngành truyền thông thì được cho là sự lựa chọn thông minh, bởi đây là ngoài được học kiến thức, những kỹ năng học ở trường thì sinh viên còn được tiếp cận với môi trường truyền thông phát triển của quốc gia này. Và MDIS đã và đang cung cấp các khóa học về truyền thông thành công trong 20 năm qua. Chương trình cử nhân truyền thông đại chúng của MDIS thì được liên kết và cấp bằng bởi trường đại học Oklahoma City của Mỹ. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại Singapore. Và để phục vụ cho các việc học tập đạt chất lượng và hiệu quả thì MDIS đã đầu tư khu trường quay truyền hình và phát thanh có tên gọi là MDIS Media Hub hiện đại tại trường, và sinh viên được tiếp xúc và làm việc với camera, trường quay và máy móc kỹ thuật để làm nên một sản phẩm truyền hình và kết thúc viết bản tin lên hình hay là phát thanh trên đài. Và ngoài ra thì sinh viên còn được học về báo viết, về quan hệ công chúng, quảng cáo chuyên nghiệp và chuyên sâu. Và thời gian học tập tại Media Hub thì sinh viên MDIS cũng được có nhiều cái buổi thực tế tại các công ty truyền thông, các nhà in mới, mang đến những cái trải nghiệm thực tế và thú vị. Và trong 18 tháng của bậc cử nhân thì các môn học sẽ là do các giảng viên của các trường đại học Oklahoma City của Mỹ giảng dạy. Và một cái ưu điểm rất thu hút được rất nhiều bạn sinh viên yêu thích là trong năm cuối cùng thì sinh viên có 3 tuần học tập và thực hành tại Mỹ. Tham khảo về khóa học truyền thông hay là các khóa học khác tại trường MDIS thì các bạn có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Thì để biết thêm thông tin về khóa học cũng như là chi phí và điều kiện đầu vào của trường thì như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường MDIS tại Việt Nam, qua địa chỉ quận Nhất, quận 5, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080. Xin chào và hẹn gặp lại.